Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Hôm nay kênh Nhà Đất quận 12 muốn giới thiệu tới quý anh chị một sản phẩm nhà phố rất là đẹp. Nhà có vị trí là hai mặt tiền, một dệt, ba lầu, nằm ở đường Tiếp 52 Một Sẹt. Đây là mặt sau của căn nhà, có đổ ban công đồ luôn, rất là đẹp. Căn nhà có hai mặt tiền nên chúng ta có thể kinh doanh buôn bán ở hai đầu mặt tiền luôn nha quý anh chị. Nhà này mới 100%. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ra phía trước để xem mặt chính của căn nhà. Đường phía trước mặt chính của căn nhà có chiều ngang là 8m, hai xe tải xe ô tô né nhau. Và đây là mặt chính của căn nhà, thiết kế rất là sang trọng và đẹp nha quý anh chị. Trước cửa chúng ta là cửa sắt rất là chắc chắn. Phía bên trong là cửa nhôm sunfa được gắn kiến cường lực. Phía trước sân chúng ta có khoảng sân khoảng 2m để chúng ta để xe máy. Bên trong thì được gia chủ lót gạch viền tường lên 2m. Đây là cầu thang thông lên tầng 1, được làm bằng gỗ gõ đỏ. Phía dưới thì được ốp đá hoa cương màu đen rất là sang trọng. Và đây là tầng 1 của ngôi nhà. Phúc xin nhắc lại, nhà có diện tích là ngang 4, chiều dài là 19, đã có sổ hồng riêng và chủ ban công đầy đủ hết. Bực gia chủ gửi bán với giá là 4,2 tỷ. Đây là một không gian trống để làm phòng sinh hoạt chung. Tầng lửng này thì cũng có một phòng ngủ và một toilet. Cửa thì được làm bằng gỗ đỏ. Tất cả các phòng đều có toilet riêng hết. Toilet thì được chủ dán gạch lên tới nóc nhà luôn, rất là sạch sẽ. Do vị trí căn nhà là nằm hai mặt tiền nên tất cả các phòng ngủ chúng ta đều có ban công, rất là mát nha quý anh chị. Đây phía ban công ở trước nhà. Quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ theo em số điện thoại trên màn hình để xem nhà và gặp trực tiếp chủ. Đây là tầng 2, có 2 phòng ngủ và 2 toilet, một phòng ngủ phía trước và một phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía trước thì cũng có ban công, phòng ngủ phía sau cũng có ban công luôn. Nhà thì mới 100%. Phúc xin nhắc lại, nhà có diện tích là ngang 4, sâu 19, đã được chủ hoàn công đầy đủ và đưa ra giá là 4,2 tỷ. Nhà thì nằm ở phường Thành Xuân, quận 12, chính xác nằm ở đường Tiếp 52 Một Sẹt. Nếu quý anh chị quan tâm tới ngôi nhà thì cứ liên hệ với em để xem nhà và gặp trực tiếp chủ. Nhà thì mới 100%. Mỗi tầng đều có phòng ngủ và toilet riêng, mỗi phòng đều có ban công riêng. Toilet thì được chủ gắn kiến lavabo và vòi tắm hoa sen, dán gạch lên tới trần nhà. Với tông màu trắng xám rất là sáng nha. Nhà thì cũng được gia chủ lót gắn rèm cửa sổ và cửa chính. Và bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 3 của ngôi nhà. Thì có một phòng ngủ và một phòng thờ. Phòng ngủ thì cũng trang bị toilet riêng.
Nếu quý anh chị quan tâm với ngôi nhà thì có liên hệ theo phút điện thoại trên màn hình để xem nhà thực tế và gặp trực tiếp chủ để mình làm việc. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi cập nhật nhà và giá đất ở quận 12. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Thank you.